Hi, xin chào các bạn, mình là Dự Hâu, đến từ channel Quạt D. Và hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau tập tành làm hiệu ứng glitch ở level 1. Vậy thì bắt đầu luôn ha. Đầu tiên là chúng ta cùng nhau xem qua cái video gốc nha. Bước 1 là các bạn vào một project, click chuột phải rồi tạo ra một cái adjustment layer giúp mình. Sau đó kéo vào trong timeline và đặt trên cái layer video của chúng ta. Sau đấy thì các cái adjustment layer này gọn lại dài khoảng tầm 10 frame là được. Bước 2 là chúng ta bỏ hiệu ứng vào trong cái adjustment layer này, vào một effect, tìm tint rồi kéo vào adjustment. Cái tint này sẽ giúp chúng ta có một cái hiệu ứng nhòe nhòe, đỏ xanh là đặc trưng của hiệu ứng glitch. Vào trong effect control và các bạn chỉnh theo mình nhé. Map black là những vùng tối sẽ thành màu đỏ, còn map white là những vùng sáng sẽ thành màu xanh. Rồi lại tiếp tục vào một effect tìm emboss, kéo vào adjustment. Các ở đây thì để nhìn rõ hơn, các bạn tích vào lens mode và chỉnh thành hardline, nó nằm ở mục opacity ấy. Rồi bây giờ để các bạn có thể nhìn được rõ cái hiệu ứng nhòe đỏ xanh hơn thì vào trong phần emboss, các bạn điều chỉnh thông số relief cao lên. Ở thông số này thì mạnh hay yếu là do các bạn tự tùy chỉnh nha, và những thông số còn lại á thì các bạn chỉnh sao cho nó nhìn hợp mắt là được. Và ở bước thứ ba thì các bạn lôi thêm một cái thằng adjustment vào nữa, lấy effect turbulence bỏ vô layer mới. Rồi trong một effect control, các bạn điều chỉnh cái phần displacement. Chỗ này thì mình sẽ cho các bạn 3 option. Một là effect giật sang ngang, hai là giật dọc, ba là giật ngang dọc. Tiếp nữa là các bạn điều chỉnh thông số size, tức là bạn muốn các cái mảng glitch nó to hay là nhỏ. Còn thông số cuối cùng là complexity, nó sẽ cho các bạn một cái độ nhiễu tùy thích. Chắc đây cũng là thông số quan trọng nhất. Đấy, vậy là sau phần nền, bây giờ chúng ta sẽ đặt keyframe để cho effect nó xuất hiện và kết thúc. Thường thì mình sẽ đặt keyframe ở phần amount, nó là mức độ chung của effect. Các bạn cứ điều chỉnh làm sao cho nó đúng với timing của video. Nhớ là thêm một chút sound effect nữa nha. Và đây là kết quả của chúng ta. Còn nếu như bạn nào thích học nhanh hơn để đi làm hoặc phục vụ riêng cho công việc cá nhân thì có thể tham khảo qua khóa học của Quạt D. Link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này. Mình chắc chắn sẽ giúp cho học viên nắm vững tất cả kiến thức về Premiere, truyền đạt hết tư duy và kinh nghiệm làm việc thực tế, cũng như là trick và tips để sau khi kết thúc khóa học bạn chỉ cần sáng tạo và sáng tạo nữa thôi. Và rồi, thế là xong rồi đấy. Hy vọng là bao nhiêu đây kiến thức có thể giúp ích được cho các bạn phần nào trong cái việc biên tập và edit video hay hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ nhấn like và subscribe đấy. Bye bye nha.